ta sẽ có 3 nội dung. Một là chúng ta sẽ học một bài văn cũ. Hai là chúng ta sẽ cắt chữ tiếp. Thì chúng ta sẽ làm 3 nội dung này. Và chúng ta cho các em cái gì, chúng ta là thực hiện cách tổ chức một cái event, một cái show như thế nào để chúng ta phải thuộc đi một hoàng xanh, là bắt cái nhạc lên làm bài văn cũ. Một là bài anh Ba Hưng, hai là bài Ngày Đẹp Tươi, hai bài này của Việt Nam. Đồng thời cho các bạn học thêm một bài văn cũ tiếng Anh. À, ở đây các bạn học nhanh. Rồi chúng bạn nào biết bài tôi không ta lên đây đứng luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cao lên. Rồi đẹp đó anh Quy Thành đi anh. Rồi chuẩn bị. Một là giống ai ai bắt em. Rồi ai bắt em giết nó. Chuẩn bị. Một. Ông trọng. Tiếp tục. Một. Rồi, chuẩn bị cho ta lên. Rồi.